Hàng đấu giá tại Anh Quốc. Bắt đầu. Xin chúc mừng ông Hạ. Hiện tiếp đến là tiết mục bỏ phiếu. Đại sư, thầy đã mua tổ tiên của chúng tôi rồi chưa? Chưa, lúc nãy là ông ta vừa đấu giá một cái bình hoa. Đại sư à, hôm nay bất cứ giờ nào tôi cũng phải mang tổ tiên của tôi về. Còn không, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn gia đình họ Quách của tôi nữa. Cậu bình tĩnh, không ai giành giật với cậu đâu. Tiếp theo là cuộc bán đấu giá xác ướp vô giá của Trung Quốc. Để tôi giới thiệu một nhà bán đấu giá mang quốc tịch Trung Quốc của chúng ta là ông Tư Đồ. Ông ta là chuyên gia về xác ướp. Cảm ơn. Xác ướp đem ra đấu giá kỳ này là đến từ thời cổ của Đông Phương. Và tôi sẽ dùng một cách để giới thiệu. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự đặc điểm của xác ướp Trung Quốc này. Có nhiều điểm giống nhau với quý phẩm này. Đây là xác ướp điển hình của Tây Phương. Đến từ châu Âu, khác biệt với sắc ướp của Trung Quốc rất lớn. Chúng ta đều biết cây thánh giá có thể chinh phục sắc ướp của Tây Phương. Nhưng đối với sắc ướp Trung Quốc thì hoàn toàn vô hiệu. Cường độ ánh sáng và các phương pháp khác cũng có thể khiến cho sắc ướp Tây Phương bỏ chạy. Nhưng sắc ướp của Trung Quốc chỉ chịu sự khống chế bởi lá bùa linh, và số bùa linh màu vàng này viết đầy bùa chú. Đây là một vật rất quý giá và hy hữu. Xác ướp này có mặc chiếc áo dài tinh túy, là một nhà quý tộc đời trước của thế kỷ 15. Cuộc đấu giá bắt đầu, giá mở là 50.000 bảng Anh. Đây rồi, 60.000 bảng, 70.000, 80, 90, 100. Ông ta điên rồi, 100 lần thứ nhất. Khoan đã nào. Xin lỗi ông. Cảm ơn. Thưa ông ơi, xác ướp này là tổ tiên của tôi. Nhất định tôi phải mang xác ướp này về quê nhà. Đây là việc quan trọng đối với tôi. Nghe này, tôi không quan tâm đến chuyện tổ tiên của cậu. Làm sao tôi biết được xác ướp này là
cái gì của cậu chứ? Ông ta nói gì? Ông ta nói chúng ta có bằng chứng gì không? Có thể gọi xác ướp đứng dậy. Chúng tôi có thể gọi xác ướp đứng dậy. Được, nếu như cậu làm được thì xác ướp này sẽ thuộc về cậu đây. Tất cả ngưng hô hấp. Tôi sẽ đưa ngân phiếu cho anh sau. Có phải đã đi vào địa ngục rồi không? Sao có nhiều ma quỷ như vậy chứ? Đây là lễ ma quỷ của người nước ngoài, cũng giống như lễ Noel của người Hoa chúng ta. Các người đó chỉ hóa trang thành ma quỷ mà thôi. Đại sứ đứng đây, tôi sẽ quay lại ngay nhé. Được thôi, tôi chờ nhé. Đứng sang một bên nào. Cái áo dài đẹp quá. Ông phải nói với bạn ông ra, chiếc áo dài này rất đẹp. Ông ta nhất định từ Trung Quốc sang. Nếu như ông ta mà tham gia hội thi thì nhất định sẽ thắng cuộc đấy. Lẽ ra ông ta phải tham gia, vì là ông ta nhất định sẽ đoạt giải mà. Đến đây lắc chuông đi. Đừng có động. Chạy đi đâu rồi chứ? Buộc chặt đôi tay sẽ chạy không thoát. Ông ta đã bị áp giải tới đây. Giơ tay lên nghe thấy chưa nào? Làm cái gì? Giơ tay lên nào? Ngu ngốc. Ngu ngốc, nhìn con dao này. Đây là con dao. Lục người đó đi, có nó cái gì bên trong nào? Bộ đồ Trung Quốc, nhìn này, nó mập lắm. Nhìn mặt của ông, răng của ông, xấu quá đi. Xem này. Mặt xấu quá mẹ kiếp. Người không phạm quỷ, quỷ không phạm người. Đại sư à, đi đâu vậy? Tôi tìm thầy lâu rồi, nhanh lên nào. Tôi cứ thầy tưởng đi lung tung. Thầy không lại rành đường, rất dễ bị lạc. Tăng tổ của tôi đấy, thầy không lo cho thầy thì lo tổ tiên của tôi chứ. Dòng họ Đặng chúng tôi thuê mướn thầy. Thầy có một tí đạo đức nghề nghiệp mới được chứ. Tôi không phải là muốn nói nhiều đâu. Tôi chỉ muốn cho thầy tốt thôi. Thầy làm việc cho tôi mà. Ông ta là tổ tiên của cậu thật sao? Tôi đã điều tra tổ tiên của cậu có làm quan. Người tổ tiên này là Lý Hồng Chương, lúc đương thời thay thế đi sang Anh Quốc. Bản thân ông ta là quan chính phẩm, vậy ông ta chỉ là một vai trò nhỏ thôi, mà lại đi xa như vậy có xứng đáng không chứ? Đại sư à, lớn nhỏ cũng không sao, quan trọng nhất là ông ta tổ tiên của chúng tôi. Cái quái gì đây chứ? Này có chuyện gì đấy? Sương mù dày đặc, chúng ta phải xuyên qua mây để tìm lối đi. Hướng nào? La bàn làm sao rồi? Hỏng rồi. Tôi nói với cậu, la bàn đã bị hỏng rồi.
Ông ta nói là bàn đã bị hỏng rồi, không tìm ra phương hướng. Tôi có la canh đây. Đại sư à, có được hay không? Cậu không biết kim chỉ nam của Trung Quốc hay sao? À quên rồi, vậy thì tôi tin chúng tôi cũng có phần. Hỏi ông ta phải bay về hướng nào? Bay về hướng nào? Hướng đông. Đại sư à, phải bay về hướng đông. Đằng trước là bắc, đằng sau là phía nam, trái đông phải tây. Chúng ta biết rằng bay về hướng đằng kia. Hãy bay về hướng bên trái đi. Lạy Chúa. Có thể là sai hướng rồi. Nhất định là sai hướng rồi. Không phải cậu nói là Hồng Kông là bay về hướng này hay sao? Chúng tôi phải bay về hướng đông không? Ông ta nói cái gì? Ông ta nói là đã đi sai hướng. Không lẽ ông ta còn chính xác hơn 500 sao? Người da đen này tên là Lực Tô. Cậu xem ông ta có đẹp trai không? Đương nhiên là đẹp rồi. Dáng ngồi tốt lắm. Sao những cô này lại bị trói tay như vậy chứ? Ông còn đợi gì nữa? Hãy sang bên đó đi, đưa xuống cho tôi nào. Cậu ta nói gì đấy? Cậu ta nói là hồi nãy các cô ta đang phải lội thú mà sao lại bị trói chặt đôi tay lại chứ? Máy bay sắp hết xăng rồi, hãy bỏ bớt đồ đạc, máy bay phải hạ cánh thôi. Đại sư, máy bay sắp hết xăng rồi, nhanh lên, phải bỏ bớt đồ đạc xuống. Máy bay phải hạ cánh thôi. Vậy thì hãy mang bỏ tổ tiên của cậu xuống trước đi. Đừng đùa với tôi. Hãy giúp tôi đi mà. Anh làm cái quái gì đấy hả? Tránh ra nào. Lấy tay cậu ra mau. Bỏ tay ra. Lạy Chúa giúp con. Có chân thì chúng bà ta đấy. Tôi phải giải thích cho ông ta biết. Không phải là do tôi đâu, mà là cái chai tự ở trên trời rơi xuống trúng đầu bà ta thôi. Tôi không có làm gì hết. Như thế này này. Cấp cứu, cấp cứu. Chúng ta phải làm gì đây chứ? Tôi chẳng biết cậu định làm gì nữa. Ở đằng kia có hai chiếc dù an toàn, và tôi mặc vào một chiếc rồi nhảy xuống đó. Phải nhảy xuống à? Vâng, đúng vậy. Ông ta nói gì? Ông ta nói đằng kia có hai chiếc dù và ông ta phải lấy một chiếc. Để yên đấy. Anh đến đây nào. Ông khoác dù cho tôi nào. Ông ta nói gì? Ông ta muốn tiền khoác dù cho ông ta. Người nước ngoài thật là ích kỷ đi. Được rồi, quay sang bên kia. Này, tạm biệt nha. Chúc hai người may mắn. Đại sư, chứ còn một chiếc dù tính sao nào? Cứ yên tâm, chứ không ta không phải là chiếc dù. Đại sư, thầy cũng không có đạo nghĩa. Và lúc này không phải đã chết thì là tôi chết, còn có đạo nghĩa gì nữa chứ? Mau mặc chiếc dù vào đi. Không được, chiếc này là phải để cho tổ tiên tôi. Cậu có muốn ông ta làm thi thể phi thiên không?
Ai biết ông ta là tổ tiên của tôi? Mạng sống của cậu còn quý giá hơn ông ta. Tổ tiên à, hãy bảo trọng. Ngu ngốc làm như vậy này. Tôi ngu nhưng rất có hiếu. Chết lâu rồi mà còn sợ chết à? Ông còn tư cách gì làm tổ tiên của người ta hay không? Đại sư đừng chửi tổ tiên của tôi chứ. Tôi không chửi đâu, tôi sẽ đạp ông ta xuống đây. Thế còn cậu thì sao? Tôi sẽ hy sinh, mong rằng thầy có thể bình an mang tổ tiên của tôi trở về Hồng Kông. Tôi sẽ cảm ơn vô cùng. Cậu còn ở đây đóng kịch thì sao? Mau nhảy cùng với tôi nào. Cầm lấy, nắm chặt vai của tôi nha. Nhảy. Đại sư à, tổ tiên của tôi chắc không sao chứ? Không sao, chỉ bị xước mẻ một tí thôi. Đại sư à, nhóc à, mang các cô gái qua đây nào. Peter, hãy trông chừng kỹ người lực tôi nhé. Tôi đã bảo tên da đen nó làm rồi, tôi khỏi phải làm. Nhưng anh cũng là người da đen, tôi nói là ông phải làm chứ. Đây là cái gì chứ? Giết nó đi. Tôi thật không ngờ đấy. Đừng lo, súng giống không nhầm nhò gì. Này đừng gỡ lá bùa, sẽ gặp tai họa lớn đấy. Peter, tôi nghe đây. Nói tiếng Anh này tôi không hiểu tiếng Phi Châu đâu. Con quái vật ở đây rất nguy hiểm. Chiếc xe jeep bên đó đấy, tôi đếm 1 đến 3. Ông chạy sang đó rõ chưa? Được. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị rồi. Một, hai, ba. Mẹ ơi, chết tôi rồi. Ông ta đang đuổi và đùa giỡn với những người đó.
Như vậy cậu ta đã khống chế được ông ta rồi. Sao ông ta có thể nhảy tiếp được chứ? Cậu Lực Tô đã hiểu xem ông ta như thiên thần. Cái cậu ta lại tốt bụng cứu giúp cô ta. Ủa, cậu ta biết lái xe sao? Không biết lái xe là bị đẹp. Nên bị các bạn chê trách, nhưng cuối cùng cậu ta có một cặp mắt nhận xét rất hay. Tôi thật tin vào cậu ta, và cậu ta cũng rất thông minh. Xem này, cậu ta tập lái bằng cách đó đấy. Cuối cùng cậu ta cũng biết lái rồi. Tôi không chịu được nổi rồi, cậu xuống đi nào. Ở dưới có cành cây, tôi không thể xuống được đâu. Vậy thì leo lên đi. Đại sư, tôi cũng không thể. Chân tôi bị roi đâm nhiều lắm, không lên không xuống được, chứ vậy làm sao được chứ? Đại sư à, cứu tôi đi nào. Cứu cậu à? Được. Đại sư, tại sao làm như vậy chứ? Nếu không thì cứu bằng cách nào đây chứ? Ờ, phải đi. Sao cậu lại la lối như thế chứ? Cậu chẳng giống đàn ông tí nào. Tôi bị gai đâm vào mông mấy chục mũi. Được rồi, tôi sẽ đánh đu đưa cậu sang bên kia. Qua bên đó rồi cậu nhảy xuống nhé. Cậu ngồi đó làm gì, leo lên cứu tôi chứ? À được thôi. Cố lên một tí nữa. Tôi đã cố hết sức rồi. Kéo tôi qua đó. Mạnh một tí nữa. Được chưa nào?
Mau xuống đây giết con sư tử này đi. Không được, ở trên đây cao lắm. Hãy lấy cái túi bách bủ đưa cho tôi nào. Đã sẽ muốn chạy à? Tôi muốn lấy lá bùa ở trong túi để khống chế con sư tử này. Để tôi lập tức đi lấy cho thầy nha. Đại sư Goku, đại sư chạy mau! Bùa của thầy linh thật đi. Đại sư à, đợi tôi với. Mau lên nào. Đầu tôi bị thương rồi. Còn tôi giác đến rồi kìa. Đại sư à, chắc con tờ giác không quay lại nữa đâu. Nó lại đến nữa được kìa. Mau leo lên cây. Đại sư à, con tờ giác này không rời khỏi chỗ này. Chúng ta phải tính sao đây chứ. Tôi biết mình phải làm gì. Thế định làm gì? Đi ngủ. Ngủ như thế nào chứ? Thầy ngủ như vậy này. Nếu chẳng may con tờ giác leo lên đây thì sao? Thầy ngủ yên được hay thật đi. Tôi không ngủ đâu, tôi canh chừng. Các cậu ta đang ngồi họp và bàn tán về những lon nước giải khát và từ trên trời rơi xuống. Ông làm như vậy trời sẽ trừng phạt ông đấy. Thấy chưa, trời trừng phạt ông liền đấy.
Sao nhiều khỉ như vậy chứ? Lũ khỉ đang hết cấp thức ăn của chúng ta rồi. Đại sư, đây không phải là những con khỉ mà chúng là khỉ đầu chó đấy. Cái gì? Khỉ đầu chó là tên của tiếng Anh đấy. Mặc kệ nó là cái gì nữa, chúng nó lấy hết đồ ăn của chúng ta rồi. Không được. Để sư ấy xem kìa, chúng không thể ăn được. Thì chúng ta bây giờ không còn cái mà ăn đi. Thầy yên tâm, ở trong đây còn một hộp này. À, đây rồi. Đại sư à, chúng chẳng ngu tí nào cả. Chúng nó khui được và đang ăn kia. Xuống đây nào. Cậu lên giết nó đi. Tôi không thể leo cây được. Lấy cây chọi nó. Đại sư à, như vậy sao mà ăn được nữa chứ? Nuốt luôn cả kiến đi. Không. Vậy thì nhường cho kiến ăn đi. Còn lấy viên đá này ở đâu? Đưa cho tôi nào. Cậu muốn cái này à? Đây là kim cương. Hai người trao đổi lễ vật. Lần đầu tiên lực tôi được soi gương, cậu ta mừng lắm. Nhưng lực tôi cảm thấy thiệt thòi quá lớn, là vì cây búa hột xoàn đó có giá trị hơn nên cậu ta đuổi theo. Cậu làm gì đấy chứ? Đi về nhà đi. Đi đi. Mang cái này, mang cái gương này về nhà đi. Cái
Lẽ ra khoảng cách của chúng ta là một cây. Không, mà là hai cây số đấy chứ. Cho nên chúng ta phải đi vòng để kiểm tra. Từ một bán kính một cây số rưỡi, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy tổ tiên của tôi. Đáng lý ra tôi đề nghị chúng ta phải bắt đầu từ nơi mà chúng ta vừa nhảy dù xuống để dễ tìm kiếm hơn. Đại sư có hiểu không nào? Trời hôm nay nóng quá. Cậu nói cũng quá nhiều đấy. Và cậu cũng khéo nói thật đấy. Nói cái gì tôi cũng không hiểu. Người Trung Quốc nói tiếng Anh làm gì? Nói là mặt trời nóng quá. Cậu nói nhiều là lục lưỡi đấy. Chẳng qua vì tôi muốn gấp rút tìm thấy tổ tiên của tôi. Gấp rút có được gì nào? Vậy thì bằng cách nào mới được chứ? Tốt nhất là từ trên cao nhìn xuống sẽ tìm thấy. Thầy tưởng tôi là siêu nhân hay sao? Đợi một lát cậu lên cao mở mắt to và nhìn kỹ. Nếu nhìn thấy nơi nào có khối lửa thì nhất định chắc hướng đó tổ tiên của cậu ở nơi đó đã rõ rồi chưa nào? Hiểu rồi. Vậy một lát tôi xuống bằng cách nào đây? Đại sư ơi, tôi đã bay lên rồi, làm sao tôi bay xuống được chứ? Lên được, đương nhiên là phải xuống được. Phải rồi, thầy nói không sai. Có thấy gì không nào? Tôi thấy có rất là nhiều mây. Nhìn xuống dưới đất đi. Đẹp lắm. Có nhiều thú đang chạy đi. Đẹp lắm. Cậu có thấy nơi có người và khối lửa chưa? Thấy rồi. Ở đằng trước kia có một thôn làng. Đại sư con tê giác kia. Cảm ơn nhé. Chúng ta đi làm thôi, đi săn bắn. Giờ này người lớn đã đi làm, còn những đứa trẻ thì nghĩ cách chơi đùa. Những đứa trẻ này nghịch quá. Có nghe cha nói không nào? Bây giờ phải lấy bằng cách nào đây chứ? Nghịch quá, bây giờ phải biết làm sao đây chứ.
Tôi nghe cha nói không? Bây giờ làm sao mà lấy xuống đi nào? Thần thánh giỏi thật và cậu lực tôi đang giải thích cho những đứa trẻ nghe. Thiên thần đã xuống giúp chúng ta hái rất nhiều trái cây, chứng tỏ rằng thiên thần đến đây để giúp chúng ta. Cho nên hãy giữ thiên thần ở lại, cuộc sống chúng ta sẽ bình an và thịnh vượng hơn. Ba mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi bảy, lớn lên nữa đi. 37.527, 37.528, 37.529, 37.535. Cậu nói là nhìn thấy một ngôi làng mà. Chúng ta đi hơn 2 giờ đồng hồ rồi, chưa thấy gì cả. Xin lỗi đại sư, đừng có nói tiếng Anh. Tôi nói là tôi không tốt, tôi sai rồi, còn thầy thì đúng. Bây giờ thì đến với tiếng Anh này. 37.540, 37.541. Qua đây làm gì? Tôi cũng không biết. Đừng hỏi nhiều, cứ nhận nại đi rồi ngồi thêm một lát nữa. Ủa sao bọn chúng lại ngồi đó? Hóa ra là bắt rắn. Cười thật, bắn rắn của cậu Lực Tô hay thật. Sau này như người khác đừng bắn trước cậu ta nhé, nguy hiểm lắm đấy. Hai đứa kia lấy cắp con rắn, đuổi theo mau lên. Không cách nào đuổi theo chúng được, vì chúng chạy quá nhanh. Tốt hơn là ngồi lại bắt con khác thôi. Cậu có biết người này là thuộc bộ tộc nào không? Đại sư, những người này là thổ dân của Phi Châu nhưng không biết thuộc bộ tộc nào. Vậy cậu thử hỏi bọn chúng xem sao. Tôi không biết nói tiếng thổ dân. Đại sư à, ông ta chỉ muốn chào hỏi ông thôi. Xin lỗi nhé. Đại sư đoán xem họ đang làm gì. Có phải là bắt chuột đồng không? Nhìn là biết cậu ta đang điều trị chân rồi. Cách thức này ở Trung Quốc cũng có. Đã lâu quá tôi chưa có thử. Bây giờ sẵn xuống điều trị xem. Được thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn. Cậu ta hỏi cậu có bị phong thấp hay không? Tôi không có. Cậu chỉ có đôi chân bị hôi thối mà thôi.
Đệ sư làm sao vậy? Có dễ chịu lắm không? Có chữa được bệnh phong thấp không? Có gì để kéo chân tôi đi. Đại sư bị giật kinh phong à? Giúp tôi nào. Đại sư ơi, tôi sợ rắn lắm. Con trăn này to lắm. Chúng tôi có thu hoạch lớn rồi. Ý cậu ta nói gì vậy? Là sẽ bồi thường cho thầy và dẫn thầy về đây của cậu ta. Công tài điều xe, ngộ nó chán sướng lắm. Cậu này tôi kháng nước quá. Lấy cho tôi miếng nước uống đi. Tôi cũng kháng nữa. Nước đi. Nước đi, cảm ơn. Cậu làm gì mà lâu thế? Tôi đến đây này. Đợi một tí nhé. Chỉ có 2 giọt thôi à? Thế thôi hay sao? Có chịu hay là không? Xin lỗi, tránh ra nhé. Nước đây này. Nước đó về đây, đại sư. Chỉ có 1 giọt thôi à? Tôi cũng chỉ uống có 1 giọt. Ở đây là Phi Châu, nước quý lắm. Uống như vậy là tốt rồi, uống đi. Ôi, gãy chân tôi đấy chứ. Tôi không biết nói với bọn họ như thế nào. Hãy cẩn thận, đại sư. Coi chừng đổ nước đấy. Đại sư không dùng giọt nước này hay sao? Sẽ khát chết đó. Từ từ thôi nhé, hãy cẩn thận. Cách trị liệu của thổ dân rất có hiệu nghiệm. Dạ phải. Sinh hoạt của họ cũng rất vui. Đây là bản tính của con người. Cậu nên nói tiếng Hoa giùm tôi đi nhé. Thật ra là người vốn là sinh hoạt như vậy. Đại sư à, sao vui thế? Tôi không phải vui mà tôi đang lo đấy. Nghe cô nói ở Phi Châu có một bộ tộc, có nhiều cô gái rất thích ngủ với khách hay không?
Để tôi xem nào. Đúng vậy. Nếu mà khách từ chối thì các cô cho rằng không nể mặt đi. Cô đoán có phải bộ tộc này không? Đại sư yên tâm, tuyệt đối không phải. Nếu có thì thổ dân sẽ cử những cô đẹp nhất sắp xếp giường đấy. Này, vào trong xem họ làm gì. Thiên linh linh, địa linh linh. Đại sư à, các cô ta đang sắp xếp giường cho thầy đấy. Vậy thầy tính sao? Tôi không thể làm chuyện bậy bạ được. Đại sư không được từ chối. Một không, cô ta sẽ cảm thấy là không nể mặt cô ta đấy. Nếu để thổ dân nóng giận thì chúng ta sẽ rắc rối đấy. Ý của cậu nói là phải trong tình thế khó xử. Tôi cảm thấy xấu hổ quá. Có phải cậu nói là bị ổi thì đúng hơn. Đại sư à, nếu không thì để tôi thế thầy cho. Cậu nói thật à? Phải. Thầy đã vì tổ tiên của chúng tôi mà đã chịu khổ nhiều. Sao tôi có thể nhẫn tâm để thầy làm việc này chứ? Cậu hiểu tôi như vậy, tôi rất cảm ơn. Cậu kính trọng tôi một tấc, tôi coi trọng cậu một thước. Thành Phật đến đây giúp người tới cùng. Bất kể gian nan khổ cực như thế nào, tôi cũng phải vượt qua. Đại sư à, nỗi khổ này để tôi lãnh giùm cho. Không được, hãy để tôi đi. Đại sư, cứ để tôi. Cậu đừng tranh cãi với tôi nữa. Tôi không vào thì ai vào đây? Vậy thì vất vả cho thầy rồi. Tiện đây, tôi đi vào trong thư giãn một tí. Các cô đi đâu? Thầy của tôi còn chưa về mà. Hãy vào đây nào. Sao cô lại đưa một bà mập vào đây chứ? Như thế mập mập mới dễ chịu chứ. Đại sư à, tôi chỉ lo cho thầy thôi. Chỉ cần thấy yếu trời thì là hợp tình hợp lý. Cái gì cũng chịu đựng được. Cậu xem này, dân làng yêu cầu. Đại sư, hãy bảo trọng. Tôi chưa buồn ngủ lắm. Khoan đã, hãy nói chuyện trước đi. Đau bụng quá, không biết chỗ nào có giấy. Thấy tim gì vậy? À, lá còn hơn không. Xin lỗi nhé. Tôi muốn cho tôi mượn vài chiếc lá được không? Cảm ơn. Dùng xong tôi sẽ lau sạch trả lại cho cô. Chỉ lấy có vài chiếc lá sao mà quan trọng đến thế chứ. Ôi, lấy được 2 cái 树叶 chứ, không phải không cẩn trương mà. Nản quái cái đấy, vì đầu tiên người lấy được 2 cái 树叶 là có độc. Cái gì mà phải? Wow, cũng bảo tôi tạm thành cái kia tiếng là thành cái gì? Thank you.
tôi chỉ lấy có vài chiếc lá mà sao kéo nhiều người đến thế? Thầy lanh lẹ quá, giỏi thật, đã khống chế được con rắn hung ăn. Tôi phải bái thầy làm đại sư mới được. Xin cảm ơn các người quá khen. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, cảm ơn. Không có gì đâu. Đại sư à, sao thầy đi cầu mà có nhiều người đón chào vui vẻ như vậy chứ? Cậu mau đến lấy đồ về cho thôi. Cậu cười cái gì nào? Ra đây. Đại sư chỉ dạy lực tô học võ Trung Quốc. Đây là phô hình cước. Như vậy đúng rồi. Như thế này đấy. Mỗi buổi sáng tập một lần là được rồi. Lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn phải tập một lần. Tôi bảo đảm cậu sẽ đánh thắng đối thủ ở Phi Châu. Nếu tổ tiên lên tiên thì chỉ đường cho chúng tôi đi tìm. Cậu làm gì vậy? Muốn rời khỏi đây. Ở đây ăn ở đều tốt. Tại sao con lại bỏ đi? Đại sư có thể ở đây ăn cơ lập nghiệp, nhưng tôi thì phải tìm tổ tiên của tôi. Tôi cũng không trách thầy đâu. Tuy thầy đã nhận tiền của chúng tôi chỉ nhận tiền cọc thôi. Số tiền còn lại tôi xin người trong hội đưa hết cho thầy. Thầy cứ yên tâm đi. Cậu để đây tôi hành lý xuống đã. Suy ra,
Lắng nghe cho kỹ đi. Đại sư cứ nói đi. Không phải tôi nói mà là con chim nói. Cậu có nghe thấy tiếng con chim kêu không? Đại sư à, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Uống cho cậu, học sách nhiều như vậy cậu nghĩ xem, ở nơi hoang dã của Vi Châu lại không có một con chim nào hay sao? À đúng vậy, tại sao lại như thế? Tổ tiên của cậu nhất định là ở gần đây, bà khí nồng nặc như vậy, bất kể hàng trăm con chim nào cũng không dám đến đây. Thật vậy sao? Tổ tiên của cậu nhất định ở trong phạm vi 100 thước vuông này. Chúng ta hãy ngồi canh giữ thiên thần, đừng để bọn trẻ dẫn như ngoại đi chơi lung tung. Đại sư à, làm như vậy sẽ mất nhiều máu. Vì tổ tiên của cậu nhất định phải làm như vậy. Thầy còn cho khoảng bao nhiêu nữa nào? Tôi sẽ ước tính được mà. Nghe nói có đạo khách hiệp sĩ có thể kêu gọi hoang hồn. Tượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tiền, hai sở vương vong giai bất kiến, đột nghe hải thượng hữu thiên sơn, sơn tại hư vô thiệt biết vấn. Cố nhân hội ngộ thân nhân, Bồ Tát hiện linh quang. Tội nghiệp người sau hiếu tâm một lòng, chiếu cố nhân đến đây. Đại sư có cần tôi giúp một tay không? Cần, cậu hãy câm miệng lại. Đại sư có sao không? Tổ tiên của cậu ở gần đây thôi. Không biết tại sao lại bị đè chặt. Không lẽ là bị voi đè? Thầy không phải nhát tôi chứ? Nếu đúng như vậy thì sẽ rất mệt đấy. Vậy thì tính sao? Cậu tiếp tục im miệng đi. Không còn lường đi, vận chuyển càng không chuyển. Đại sư có phải dùng sai bùa lính không? Đâu có làm sai. Không. Tổ tiên của cậu chắc là bị đè ở giữa, kẹt trong hang đá. Vậy thì thầy tính sao đây chứ? Phải tìm khe hở. Trong thế bí thì hay vận dụng đầu óc thôi. Dùng lửa vòng. Là cái gì vậy? Xoay vòng quanh. Lại là gì chứ? Tổ tiên của cậu đã phá được chướng ngại vật, có thể xông ra ngoài được rồi. Trượt thân ra ngoài.
Quân tử hãy tự quay về thân chủ. Cậu này, tổ tiên của cậu đang về tới đấy. Dân làng nhìn thấy rất lo lắng, không hiểu phải làm thế nào. Cậu lược tô lại sợ ông ta đụng vào lùm cây, vội kêu dân làng dùng dây để hạ lùm cây xuống. Đứng dậy và phóng đi. Không có gì có thể ngăn cản được. Thầy làm quỷ quái vậy đây? Người nào biết được cũng phải nóng giận đấy. Tổ tiên à, không sao chứ, đừng sợ, có tôi bảo vệ đây. Tôi chẳng hiểu anh nói gì, nhưng ông ta là tổ tiên của tôi, ta sẽ là đẩy tôi ra chứ. Đại sư à, phải tính sao đây chứ? Hóa ra dân làng ở đây cho rằng ông ta là thiên thần của bộ tộc này, vậy phải tính sao đây chứ? Tôi có cách. Ông ta là của chúng tôi, để tôi chứng minh cho cậu xem. Cậu muốn gì đây chứ? Hãy nhìn phép thuật của tôi này. Ừ?
Đại sư à, vậy thì đã làm tổn thương ngón tay của tổ tiên tôi rồi. Nếu không làm vậy, cậu mất luôn tổ tiên của mình đi. Sao? Bây giờ có phục chưa nào? Tôi chịu thua rồi. Đây không phải là thiên thần của cậu mà là của cậu ta. Dạ phải. Nè các em nhỏ, đừng cản trở tổ tiên của tôi nữa. Ông ta phải quay về Hồng Kông đấy. Tạm biệt nhé. Cậu ta chỉ tới chỉ lui không biết có phải là đi đường tắt hay không đây. Ngốc thật. Cậu có thấy con sư tử hay con cọp nào không mà chúng ta đã lâu như vậy rồi đều không có? Tà khí quá nặng. Đây là hoang dã Phi Châu, tứ phía đều nguy hiểm. Ông ta giúp chúng ta thoát khỏi hiểm nguy và dìu dắt chúng ta đến một văn minh thời nay. Sao ông ta lại đối xử tốt với chúng ta như vậy? Có phải có âm mưu gì không? Cậu đừng nghĩ xấu cho người ta, đi thôi nào. Kêu phù thủy nói với dân làng, chúng ta muốn kim cương và muốn toàn bộ. Vâng, thưa bà chủ. Đại sư có chuyện gì? Nhìn biết dân làng đã bị xảy ra chuyện rồi còn phải hỏi nữa. Tôi nghĩ cậu ta muốn về cứu chân làng. Riêng về tôi thì tôi muốn cho cậu ta một tay. Nhưng tôi lại là làm việc cho cậu, đã lấy tiền. Theo ý cậu thì sao nè? Đại sư, hay là chúng ta tốt hơn đừng xen vào chuyện người khác nữa. Vì quan trọng là phải đưa tổ tiên của chúng tôi về Hồng Kông ngay. Nếu như tổ tiên của cậu mà linh thiêng là nhất định sẽ đánh thức cậu. Quả nhiên linh thiêng thật, tôi cũng không thể đứng nhìn. Đại sư hãy đợi tôi đã. Tôi hỏi các người một lần nữa, kim cương ở đâu?
Kim cương ở đâu? Ở đâu? Tôi đếm đến 3 tiếng. 1. Có sao không đi? Bắt đứa trẻ đó ngay. Rồi, giết nó đi. Cậu đi như vậy là tự sát đấy. Hãy bình tĩnh. Chúng ta cần phải quan sát kỹ trước đã. Sao cô ấy đứng yên rồi kìa? Nhanh lên. Muốn kêu chiến với ông đấy. Chúng ta là người Trung Hoa, chúng ta không thể thua cuộc được. Tuy nhiên ông ta lớn xác như vậy, nhưng tướng đi của ông ta quá lão đảo. Còn ông thì ngàn cân nhảy cao chính thiên, nhất định là phải thắng rồi. Làm mất mặt người châu Á quá đi. Trước kia ông chỉ là quan chức nhỏ, bây giờ ông là quỷ rồi còn sợ gì nữa chứ. Đời sau của ông, người ta vẫn tôn trọng và sùng bái ông. Nếu tôi không có cha mẹ thì tôi làm sao có tôi được. Ông làm mất mặt cho người Trung Quốc chúng ta quá đi. Tôi không nhận ông nữa đâu. Vớ vẩn.
Ông tưởng có võ công là vua hay sao? Lần này ta đã bắt được mày, ta sẽ cắt mày ra từng mảnh như là quả dưa leo. Bà phù thủy đi làm pháp thuật. Tôi đỡ này. Xin lỗi, tôi không có ý nữa nhé. Xác nhập hồn để trả thù à? Ngồi đó mà nhặt cái gì đó chứ? Đây là những tấm ảnh của anh hùng trước kia. Những người này là bùa hộ thân cho tôi đấy. Những người hùng mà là ai vậy? Rambo này, anh ta còn sống à? Ninja rùa này, Lý Tiểu Long nữa đây. Lý Tiểu Long à? Chúng ta có cần thêm cứu binh không? Đại sư sao rồi? Bị trúng tên rồi. Hiện không gọi người đến giúp cũng không được. Đánh thôi cho nó xong tới.
những tấm ảnh đâu rồi? Ở đây. Kiến Long tại điện, Phi Long tại thiên, Tiểu Long nhập thân. Này, này, cút ngay. Được rồi, cảm ơn Tiểu Long nhiều. Không biết Tiểu Long chịu thoát thân hay không chứ. Tiểu Long đi rồi chưa? Có nghe thấy chưa nào? Chúng tôi gọi mau, hạ cánh xuống. Có hạ xuống không nào? Để đảo thêm mấy vòng nữa. Ông đã đảo nhiều vòng lắm rồi. Hiện lập tức phải hạ xuống ngay. Tôi cần phải cẩn thận, không nên mạo hiểm. Thôi đi. Ông ta nói cái gì chứ? Ông ta nói rằng sợ gặp nguy hiểm nên không dám hạ cánh. Được, tôi sẽ cho ông tiền. Hạ cánh xuống đi. Được thôi. Tôi tặng cậu bộ đồ này làm kỷ niệm. Tôi chắc là cậu không hiểu ý tôi nói gì. Đây là áo đạo sư của tôi. Cậu không nhanh nhẹn, nhưng tôi hiểu rằng chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau. Đại sư, cậu ta cho thầy gì vậy chứ? Đây là những loại thuốc cỏ mà thôi. Cậu ta không biết trọng đạo nghĩa. Chắc có đồ quý giá rồi, đại sư à, cho tôi xem nào. Xem tổ tiên của cậu tốt hơn. Kìa, ông ta đã đến rồi. Đại sư à, tại sao tổ tiên của tôi lại biến thành như vậy chứ? Không lẽ tổ tiên của cậu không biết ăn mặc sao? Thầy à, thầy đã làm cho tổ tiên của tôi trở thành như vậy đi. Làm sao tôi ăn nói với hội viên như thế nào chứ? Như vậy mới được chứ.阿姐阿叔好，我就同你有隻關心，我都有感應到夠，你不試下嗱，阿姐啊，我唔會試下嗱，阿叔你睇下，阿姐阿太，又好，做完啦，系啊，吹都幾好睇喎，不過未中筆足嘅地方咧，就係咁多非洲話，如果有人肯做阿旁白，就更加清楚明瞭啦，系啊，阿黎叔除咗幾好喎，你估出年佢有冇機會提名金像獎啊？我睇好大機會喎，佢唔會出席咧？有請柬係一定到嘅，中提請柬，高興請柬，巴基兩把火啊，阿叔上一鋪啊，就因為一張請，阿叔算啦，阿叔啦，阿叔啦，阿叔啦，阿叔啦，阿叔啦，阿叔啦，阿叔啦，阿叔啦，